đến kênh của Ngô Cường Video. Hôm nay lên sóng để giới thiệu các bác một cây mic Shure xịn. Có mã là Beta 58A. Đây là hàng em đấu giá ở bên Nhật các bác nhé. Hộp mới về còn nguyên. Phụ kiện thì là còn một cái dây jack. Đấy. Đây người sử dụng trước ở bên Nhật, người ta còn dây. Thì dây này là dây một Canon được cá, nhờ dây xịn thôi nhá. Đấy, còn đây này. Đấy, đẹp như mới, đẹp 99% luôn. Đấy, rắc Canon có chữ này. Đây, rắc Canon bác này. Đấy, rõ điếc là còn nguyên, chứ chưa có vết xước nào cả. Nói chung là khí hậu ở nước ngoài người ta đảm bảo ren rất là mịn, gần như mới. Đấy. Shure thì độ chi tiết cao. Nhưng cái dòng Voca của Shure xịn thì là thích nhất là dòng Shure Beta 58A. Các bác thích độ chi tiết, thích cái dòng này thì bay tiếng hơn cái dòng SM 58 các nhé. Liệt 567 gọn gàng. Các bác nào thích những cái sản phẩm và của Shure, các bác nào fan hâm mộ của Shure thì đây là một sản phẩm lựa chọn cho các bác. Hàng đẹp zin, có khiển đầy đủ, có phụ kiện bác nhé. Phụ kiện thì có cái này. Đấy, ở người ta tặng cái gì thì em sẽ để nguyên cho các bác như đấy. Con này thì em sẽ bán với giá là 2.9 triệu các bác ạ, 2.9 triệu này. Các bác nghe thử một đoạn karaoke nhé ở giọng này. Liệt 567. Giao dừng niềm vui nhớ về thân mẹ, rộn ràng bàn chân đường quê mong nhớ mẹ già của tôi, như cây khô trôi biếc lên say dưới ánh mắt nụ cười long lanh. Nắm đôi bàn tay nghe mẹ mẹ nhau niềm vui sướng theo dòng lệ rơi, chuyện buồn chuyện vui nhớ chuyện chiến trường, chuyện về làng quê chuyện người yêu dấu. Ngày về mừng vui con đi trong ngàn tiếng yêu thương, mong bóng dáng mẹ già thân thương út rơi bình yên bên mẹ dịu hiền vì đất nước dâng ngàn tình thương. Đấy, em có một cây duy nhất nhé, đẹp như mới long lanh luôn, độ nhạy còn rất là cao, tức là mịn bãi, quan trọng nhất là nó đẹp, ít dùng. Đấy, và con này sẽ bán cho các bác là 2.9 triệu nhé, 2.9 triệu một con này. Đấy, con nào mua thì ủng hộ em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.